Dù ảnh hưởng bởi tình trạng giá cả tăng và nội tệ bị phá giá, công ty sản xuất hàng tiêu dùng Unilever vẫn có một quý kinh doanh tăng trưởng ở các thị trường mới nổi. Trong khi đó, công ty bia Samueler lại có kết quả ngược lại do tiêu thụ bia giảm ở các thị trường này. Unilever đã có một quý kinh doanh thành công. Doanh thu của hãng này đã tăng 4,3% nhờ người tiêu dùng ở thị trường Mỹ Latin và Đông Nam Á tiêu dùng mạnh tay hơn thường ở quý cuối mức tiêu dùng ở các thị trường mới nổi tăng rất cao, doanh thu năm ngoái và thời điểm này của Unilever tăng đến 8,4%, kết quả này đã giúp Unilever hồi phục lại sau khi bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng chậm ở Indonesia và việc phá giá đồng tiền ở Brazil và Ấn Độ. Giống như Unilever, Sharp Miller cũng dựa vào các thị trường mới nổi, nhưng doanh thu của hãng giải khác đang giảm ở các thị trường này. Người dân ở các nước mới nổi đã tiêu thụ ít bia hơn từ quý 3 năm ngoái. Lượng bia tiêu thụ chỉ tăng 1%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các nhà phân tích. Nguyên nhân của tình trạng này là do giá cả tăng và nội tệ bị phá giá tại nhiều nền kinh tế như Nam Phi, Peru, Colombia. Lượng bi tiêu thụ ở châu Phi tăng 6%, ở Trung Quốc tăng 13%, trong khi đó nhu cầu ở các thị trường đã phát triển như là châu Âu và Bắc Mỹ là giảm.